Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay quý vị. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cái câu chuyện sóng gió gia tộc. Thì hiện tại thì ngày hôm nay thì cũng là ngày mùng 4 nha quý vị. Thì em cũng đang có mặt là tại nhà của chị Hồng Loan. Tại vì nghe cái nguồn thông tin thì chị Ni thì ngày hôm nay cũng đã về tới rồi, và thậm chí thì không biết có bị bên phía bọn tình cờ tấn công hay không. Thì em cũng cố gắng tranh thủ mình lên đây để có mặt tại nhà chị của Hồng Loan nha. Tại vì mình cũng nghe chị Đại đó cả nhà, cũng nói là sẽ tới đây, tới nhà của chị Hồng Loan tìm chị Hồng Loan để xử, và thậm chí là mấy youtuber hôm qua thì em tranh thủ gắng chạy lên đây thật là sớm, thật là cho kịp ha cả nhà ha. Mà không biết là không thấy chị Đại thông tin đâu chứ, mà thậm chí là thấy chị Đại lên live stream khóc quá trời khóc, và chị Đại vẫn tiếp tục là thách thức nha cả nhà ha, vẫn tiếp tục thách thức luôn. Thì người ta đã quyết định là ngày hôm qua là ngày mùng 3 rồi, nhưng mà không thấy động tĩnh gì ha. Thì nghe đâu là chị Đại cũng đã bỏ trốn đi về bên Mã Lai nha cả nhà ha. Trời ơi, nó thật sự vậy thấy không? Cái bọn này, mấy cái bọn này á, thì nó chỉ được như là được cái miệng thôi cả nhà, nó chỉ được là cái miệng thôi. Rõ ràng là chỉ có cái miệng thì nó hay thôi, nó tài nó giỏi thôi. Các vị cũng thấy là mẹ con bà Sáu và những cái bọn cận cận á, thì tối ngày nó cũng lên công kích chị Ni, công kích chị Hồng Loan và chửi bới xúc phạm cũng rất là nhiều nha cả nhà ha. Nhưng mà cái mục đích chính của mọi người ở đây á, thì hầu như hôm nay các vị cũng thấy rồi, là mì xào nè, cận cận nè, luôn luôn lúc nào cũng tấn công ha. Hầu như rất là nhiều người cũng đã quên đi một cái vấn đề là phải bắt mẹ con bà Sáu phải sao kê nha cái này ha. Thì quý vị cũng thấy ngày hôm qua, thậm chí thì mới nhất đây cũng có một cái thông tin như thế này đây quý vị, là liên quan đến mẹ con bà Sáu. Thì nghe đầu mẹ con bà Sáu đã tung ra những cái bản sao kê nha cái nhà ha, tung ra những bản sao kê. Nhưng mà những bản sao kê này thì hầu như người ta nói là người ta làm rồi, đã làm xong hết trơn rồi, tất cả mọi thứ rồi. Muốn biết như thế nào đó thì cứ lên trên phía cơ quan chức năng rồi xem xét thì sẽ biết rõ ràng ha. Rất là ngộ nhau mày ha. Ở đây khi mà cộng đồng mạng người ta gửi cho mẹ con bà Sáu đó nha, người ta gửi tiền vô trong mẹ con bà Sáu thì người ta bắt đầu ấy đi, người ta tung lên cộng đồng mạng, người ta sao kê cho cộng đồng mạng người ta xem đi, đúng đó nha. Nhưng mà không đâu nha, tự nhiên người ta không có sao kê cho cộng đồng mạng xem, mà người ta phải đưa lên sao kê xong rồi đưa lên trên phía cơ quan chức năng đó cả nhà. Sao ngộ người ta, người ta họp báo đi, người ta sao kê công khai minh bạch rõ ràng đi, thì cái vấn đề mà mọi người nghi ngờ hay là như thế nào đó thì người không tin tưởng gì đó thì chắc chắn mọi người sẽ tin tưởng lại. Nhưng mà không chịu đâu, người ta nói người ta làm rồi hết nha cả nhà ha. Người ta nói bây giờ người ta làm xong hết rồi đó, người ta không có liên quan tới vấn đề sao kê nữa nha. Nhưng mà bị cũng thấy rất là mâu thuẫn, thậm chí là ngày hôm qua thôi cũng có rất là nhiều những anh em đã tung lên những cái bản sao kê của mẹ con bà Sáu, nhưng mà nói một đằng thì làm một nẻo nha cả nhà ha. Thì rất rõ ràng ở đây là bọn cận kênh của mẹ con bà Sáu thì hầu như không muốn cho mọi người thấy những cái bản sao kê đó. Mình nên mới nói về cái vấn đề lên cơ quan chức năng thôi, quý vị cũng biết đó. Không lẽ bây giờ khán giả người ta chạy lên trên phía cơ quan chức năng để người ta xem cái bản kết quả đó, đúng không nhỉ? Không lẽ là chạy thẳng bên cơ quan chức năng, người ta nói chờ cho tôi xem cái bản sao kê của mẹ con bà Sáu, sao không được, ai đâu cho coi, đúng không nhỉ? Rất là khó, thậm chí là mọi người cũng rất là ngại đi lên bên phía cơ quan chức năng nha. Đó, thật chắc mẹ con bà Sáu nó không có ý đồ, nó không có ý muốn gì là muốn sao kê nha cái nhà ha. Thì ở đây có một cái thông tin như thế này thì cũng khá là hay nha, cũng xoay quanh về cái câu chuyện như là của chị Ni, thậm chí là bị một số bọn cận cận nó tấn công. Thì ở đây là có một người đăng tải thông tin như thế này là tôi tin chị Ni. Thậm chí ngày hôm qua quý vị cũng thấy là nhà chị Hồng Loan cũng khá là vui nha, cũng có luật sư và thậm chí là có tòa án xuống nha cái nhà ha. Tòa án xuống tới tận nhà thì không biết là như thế nào đây, chắc chắn thì sắp gần công bố kết quả rồi ha các nhà. Thì em nghĩ là có lẽ là gần công bố kết quả rồi nên là tòa án mới xuống dưới đó ha cái nhà ha. Thì ở đây người ta ghi là tôi tin chị Ni. Quý bà con thân mến, quý độc giả cùng cộng đồng mạng khi tham gia theo dõi vào cái đời drama nhỏ họ Võ, đến thời điểm hiện tại chắc hẳn đã biết đâu là sự thật, ai là người đúng và ai là kẻ sai trái. Gác qua vấn đề pháp lý để tòa án giải quyết, bài viết này tôi xin đến nói sự tin tưởng tuyệt đối của riêng tôi cũng là nhiều bà con dành cho chị Ni và chị Loan. Có thật sự thì có rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em mình cũng đã rất là tin tưởng và yêu quý chị Ni mình tuyệt đối ha cả nhà ha. Và thậm chí là chị Loan chị Ni thì hai chị em này không bao giờ thấy tách rời được ha, chỉ có bọn cần cần thì nó muốn vào chia rẽ nội bộ thôi nha cả nhà ha. Dạo gần đây
luôn có những người tự cho là YouTube sạch như là mì xào, tám mỏ nhọn, Nguyễn Đăng, xin xỏ, chăm chỗ, mã lai. Họ muốn như thế nào? Hướng đẩy dư luận tấn công đại diện phát ngôn của chị Hồng Loan nhằm là làm ảnh hưởng uy tín và danh dự nhân phẩm của chị Ni. Rất rõ ràng ha, rất là nhiều người như chị Bình Tinh hay anh Nguyên Vũ hay Má Tư hay là một số người nào đó cũng ủng hộ chị Hồng Loan thì rất là bị ít bị tấn công. Quý vị cứ để ý là hầu như là rất là bị ít tấn công nha cả nhà ha, tại vì những người anh chị em đó thì không có nguy hại đến mẹ con bà Sáu và bọn Cần Cần, chỉ có chị Ni là người đại diện phát ngôn cho chị Hồng Loan nên rất là dễ nha cả nhà, rất là dễ bị tấn công nha cả nhà ha. Xin thưa, họ càng tấn công chứng tỏ là chị Ni càng trong sạch và đáng để chúng ta yêu quý. Rất rõ ràng nha, từ xưa cổ nhân luôn phân biệt quân tử và tiểu nhân, đối nhân xử thế. Người quân tử luôn mở rộng tấm lòng bao dung với tất cả mọi người, còn kẻ tiểu nhân lại so đo tính toán như từng tiểu tốt ôm bụng mà trả thù. Quân tử thì luôn giữ quan điểm của mình, không vì lợi mà đánh mất bản thân, và kẻ tiểu nhân chỉ chăm chăm vào mưu lợi, ỷ lợi cường quyền để hại lời hại mình. Quý bà con đọc kỹ từng lời tôi nói mà ngẫm xem. YouTuber mì sao cũng là nói về chị Hồng Loan phải mang ơn này nọ, phải chăm, phải biết ơn, phải A, B, C thì mới đúng. Trong khi đó, Loan phải tất bật lo hầu tòa trong các buổi thẩm định, lo ăn uống, đưa đón 5 đứa con, lo buôn bán cửa hàng, lo nhiều quá thứ quan trọng. Trong đó đâu có rảnh mà phải làm theo mì xào. Khổng Tử thì cũng từng dạy, quân tử yêu cầu bản thân kẻ tiểu nhân, yêu cầu người khác là kẻ tiểu nhân, luôn giả lá, đeo mặt nạ, miệng nam mô, bụng thì bồ dao răm. Lời ngon tiếng ngọt, thậm chí không từ bỏ thủ đoạn nào để chà đạp lên người khác, để tranh giành thứ không thuộc về mình. Những kẻ này thật sự rất nguy hiểm, là cái cốt, cái tốt của chúng ta, của chúng đều là có điều kiện. Thì ở đây người ta nói là những cái bọn này nó đến với chị Hồng Loan thì hầu như là đều có một cái mục đích và thậm chí là một cái điều kiện, một cái lợi dụng nào hay cái này ha. Chứ cái bọn này, những cái bọn này nó không bao giờ mà nó tự nguyện nha cái này ha. Lần này áp dụng cho mì xào là trả sai. Cô ta lúc nào cũng muốn mình đúng, mình là thánh cao, nhưng cô ta quên rằng cô ta dùng ghi âm của cô ta và anh hai dùng tin nhắn của cô ta với chị Loan để làm công cụ cho bản thân cô ta. Vậy thì bản chất của cô ta có tốt không quý vị? Sẽ không bao nhiêu người từng làm bạn với cô ta và bị cô ta đăng tăng lên hay ghi âm lén. Rất rõ ràng nha. Thật sự thì cái giờ cái bản chất của chị mì xào mình đó cả nhà thì hầu như là chắc chắn sẽ không dám chơi với ai, mà thậm chí là có chơi với ai đi nữa thì người ta cũng không dám chơi chung với chị mì xào mình đâu có nhà ha, tại vì lỡ có chơi chung với chị mì xào mình đó quý vị thì quý vị cũng biết rồi, thì chị ta sẽ chơi những cái chiêu trò rất là bị ổi như là ghi âm lén này, thậm chí là các thứ các kiểu để dành được mốt để chơi với bạn mình ha, bạch mặt bạn mình các thứ các kiểu đó cả nhà, lấy tình cảm và sự tin tưởng của bạn bè để làm vũ khí nhằm bảo vệ thân sạch sẽ chưa YouTube mì xào. Thật sự người ta nói là lấy tình cảm của người ta, cái sự tin tưởng của mọi người á, là cứ nói là người ta nhằm mục đích là bảo vệ người khác, nhưng mà chắc chỉ là bảo vệ bản thân của người ta thôi cả nhà ha. Cuối cùng thì mì xào lại tự dội nước bẩn vào đầu, lên đầu của mình mà thôi. Người khùng có bao giờ tự cho mình là tỉnh đâu, kẻ say rượu chẳng nói tôi say bao giờ. Trong khi đó quân tử như chị Ni không xu nịnh vào quyền thế, không vì lợi ích mà ai tranh quyền đoạt chức. Chị luôn có chính kiến riêng của mình, luôn hỗ trợ người khác khi gặp khó khăn. Rất rõ ràng quý vị cũng thấy là chị Ni thì hầu như là bỏ rất là nhiều công sức và tiền bạc ra để giúp đỡ cho mọi người, thậm chí là ai cũng vậy. Quý vị cũng thấy là cái vụ mà ở bên Mã Lai nhiều bọn nó tung tin đồn ra đó cả nha, thì cái vấn đề đó quý vị cũng biết rồi ha, là chị Ni thì giúp người ta nhưng mà bị bọn này nó cắt ghép thành là chị Đại nha cái này ha. Trong thâm tâm chị luôn biết càng tư lợi thì càng hại thân, càng tranh đoạt thì càng hại mình. Những phẩm chất như vậy càng làm nổi bật phẩm cách của chị là một con người có ăn có học và có tư duy, có kinh nghiệm sống. Tôi đã theo dõi cái đời Đạo Ma và từng nghe lời, nhìn cách làm của từng người mà tôi nhận ra chị Ni đúng là một nữ anh hùng hào kiệt và vương tử. Chị Ni đã nhắc chị Loan đúng về mì xào. Mì xào càng làm thì chúng ta càng thấy chị nói đúng. Chị Ni không mê tín, không nịnh bợ, không đua đòi và không khoe khoang. Ở bên bạn bè thì vui vẻ, đến cùng điếu cùng tần số. Ở bên ngoài người thân thì vỗ về và tình cảm. Chị là người phụ nữ, có buồn cũng có nước ngược nước mắt. Tôi thật sự nể chị Ni.
Bài viết này cũng khá dài, lan man vì tôi biết viết văn, không biết viết văn cho lắm. Tôi viết theo cảm tính, viết theo con tim, bằng lý trí. Người có định kiến riêng, tôi không thuộc lệ vào ai, không xu nịnh, không nhận tiền hay cám dỗ để khen chị Ni. Sự thì ở đây thì người ta cũng rất là yêu quý chị Ni nha. Thấy chị Ni là một con người như thế nào, chắc chắn mọi người người ta sẽ biết nha cả nhà ha. Thậm chí là ở đây chị Ni cũng đã từng giúp đỡ cho chị Hồng Loan cũng rất là nhiều nha. Thậm chí là mọi người khi mà chị Ni chơi với ai cũng vậy, thì chị Ni cũng từng giúp đỡ rất là nhiều người nha cả nhà ha. Thì rất rõ ràng ở đây, thì ở đây vẫn còn một cái thông tin như thế này, nó cũng liên quan đến chị Ni luôn cả nhà ha. Thật sự có rất là nhiều người bức xúc khi mà thấy chị Ni bị ăn hiếp như thế này nha cả nhà ha. Thậm chí là có nhiều người đã lên tiếng cũng cực kỳ là hay nha. Ở đây có một tin tin như thế này đây, Ni có đáng sợ không? Vì theo nói về chị Ni nha, câu trả lời là không nha mọi người. Ni không làm gì gây rắc rối cho con chú, Ni là người bảo vệ những cái bất công của đời. Rất rõ ràng ha, chị Ni chưa bao giờ làm một cái chuyện gì sai trái, và thậm chí là làm một cái chuyện gì mà cho chị Hồng Loan buồn hay có nhà ha. Ni không đáng sợ vì Ni là một cô gái mạnh mẽ, không hề yếu đuối, nên mấy em quên cái chế độ là dùng lưu lực mà đè Ni để Ni chán nản. Rất rõ ràng ha, nhiều người đang sử dụng là thật sự là mưu hèn kế bẩn đó nhà ha. Tuy Ni không phải là đàn ông nhưng tính cách thì quyết đoán rõ ràng hơn một số người đàn ông mang danh bảo vệ chị mà đi chui vào những cái gầm giường kẻ hán cửa PN để tranh luận với một người phụ nữ. Ni không nhỏ nhen hẹp hòi, nhưng những con người hóa thân thành một người đàn ông nhưng tính cách nhân cách sống thua một người phụ nữ. Rõ ràng ha, ở đây thì có rất là nhiều người thanh niên đàn ông gì đó nhưng mà lại đi so đo với chị Ni, thậm chí là tính toán với chị Ni rất là nhiều ha, thật sự là còn thua chị Ni rất là nhiều, có rất là nhiều người thua chị Ni nha phải ha. Nếu tôi hỏi hỏi tôi có sợ Ni không thì xin thua, tôi chỉ sợ người hai mặt mà thôi. Rất rõ ràng ha, ở đây thì hầu như không bao giờ ai sợ chị Ni nha cái nhà ha, người ta chỉ sợ là sợ những cái bọn cần cần thôi nha cái nhà ha. Chị Ni là người giúp đỡ rất là tốt, lý do gì đâu mình phải sợ chị Ni đúng không nhà ha. Một mặt nhân danh bảo vệ Hồng Loan, than thở em là người có con nhỏ, em phải bươn chải buôn bán rất cực chị à, ngày em đi làm tối em về, phải đi mua bán tới khuya để mưu sinh. Một mặt sau khi đã bước lên một bước để có thể trái chở trái làm mặt, lôi kéo những người bảo vệ Hồng Loan, đồng thời công kích những người bảo vệ Hồng Loan trong khi họ không hề động đến mình và lấy lý do là bảo vệ ABC gì đó. Những cái con người đó mới thật sự là đáng sợ và đáng khinh bỉ, một thế hệ, một tầng lớp lưu manh giả danh chỉ thức. Rất rõ ràng nha, nhiều người nó lấy cái danh tiếng nó ra, tiếng tăm của chị Hồng Loan, nó nói là tôi bảo vệ chị Hồng Loan các thứ các kiểu ABC, nhưng mà chắc đang lợi dụng vào câu chuyện của cậu Năm nha cái này ha. Một người sống mà chỉ biết cái lợi trước mắt, cái lợi cho bản thân, cái lợi cần bùng 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 cần, cái lợi bẩn thỉu, cái lợi đu bám vào những cái váy để sinh tồn, dựa hơi vào những người phụ nữ để đi lên, thì người này mới là đáng khiếp sợ hơn nhiều. Người phụ nữ đầu tiên dựa hơi bước lên đó là con gái ruột của mình, để được gặp người gặp cần gặp. Người phụ nữ thứ hai là dựa vào chị Ni để được vào cái ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Người thứ ba là Hồng Loan để kênh có nhiều lượt leo like và lượt theo dõi. Người thứ tư dựa vào tôi nhờ chia sẻ các kênh. Người thứ năm dựa vào là người mang danh và bảo vệ bà Ni để cho bà có lý do rời khỏi cái mác bảo vệ Hồng Loan mà chính thức quay xe. Người thứ sáu là bà Bảy mỏ nhọn để cho bà tấn công phía người bảo vệ Hồng Loan, chửi bới môi móc cả ngày. Người thứ bảy là chị Đại xăm trổ. Người thứ tám là Mi Sammy, còn ai nữa thì hồi sau sẽ rõ. Con người thế này có đáng sợ hay không chị Ni? Chưa nha cả nhà. Thì ở đây thì người ta đang kể rất là nhiều người nha. Những thành phần bảo vệ cho mẹ con bà Sáu thì lên tấn công đó, thì những người đó mới thật sự đáng sợ. Còn chị Ni thì mình thấy là không có gì mà đáng sợ đúng không nha. Chị Ni là một người rất là tốt, yêu quý và giúp đỡ chị Hồng Loan rất là nhiều nha. Con người đó theo tôi chỉ quất ngoài lề vì lời nói và hành động cư xử không xứng đáng để làm bạn hay để làm quen, nhất là không đáng để tôn trọng. Chị biết em đã đọc được những đó, những gì em đã nhận xét về con người của em. Từ khi em bắt đầu quay xe thì chị đã im lặng để xem em đi tới đâu, về những việc làm, những lời nói em chưa hề đúng. Rất rõ ràng nha. Thì từ lúc mà có một số những cái thành phần đó cả nhà, thì nó quay xe lại với chị Hồng Loan, thì hầu như là mọi người cũng đã hiểu về cái bản chất của những người này ha. Thì thậm chí là người ta đã biết về chị Ni. Chị Ni cũng rất là tốt nha cả nhà ha.
thậm chí là nhiều người rất là yêu quý, là ủng hộ chị đi, là như vậy nha cả nhà ha. Đó, thì ở đây á, thì nó cũng còn một cái thông tin, thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề là chị Ni, và thậm chí là cái câu chuyện của mẹ con bà Sáu nha quý vị. Thì cái câu chuyện này nó cũng khá là hay nha, em cũng muốn chia sẻ đến cho quý vị trong cái video này luôn. Chuyện Trần Thị Ngọc Hường bị truy nã là cái câu chuyện có thật, chị Ni giúp người bị đối tượng này lừa đảo là chuyện có thật. Tới đây thì chị Ni là người như thế nào thì mọi người tự hiểu. Tại vì cái vấn đề mà có một cái đối tượng bị truy nã, mà thậm chí là chị Ni đã giúp đỡ ở bên Mã Lai đó cả nhà, thì cũng đã được chia sẻ những đoạn clip lên, nhưng mà bên phía phe bọn Cần Cần nó về thì nó đã cắt ghép từng chút từng tí một nha cả nhà ha, nó cắt ghép từng chút từng tí một để nó làm thay đổi cái vấn đề. Nó nói là chị Ni là một người xấu các thứ các kiểu nha, với một cái mục đích thì vị cũng biết rồi, để hạ bệ chị Hồng Loan nha cả nhà ha. Quân tử kết giao từ tâm, tiểu nhân kết giao vì lợi ích. Cho nên nếu chúng ta lỡ đắc tội với người quân tử, có thể là được họ bao dung vị tha, còn đắc tội với kẻ tiểu nhân chắc chắn sẽ gánh một cái giá rất đắt. Đó là lý do cần cánh xa hạng người này đa, không nên hơn thua với bọn là họ làm gì. Rõ ràng nha. Thì những cái bọn cần cờ nó vị cũng biết rồi, mình mà lỡ mình đụng hay là mình nói gì tới bọn đó ha, trời ơi, trời, bọn nó ghê lắm nha cái nhà ha, vị cũng biết bọn đó mà ghét mình một cái thôi, trời ơi, tấn công liên tục, chửi bới liên tục, và thậm chí là chơi những chiêu hăm dọa mà đe dọa các thứ các kiểu như thế này ha. Đó. Câu chuyện nằm miếng đất là kèo đài thôi nha mọi người, mình ngay từ đầu chị Ni nên bơ đi, không cần phải chứng minh một điều gì hết. Nó nói mình là tội phạm, ừ thì mình cho Ni là đầu đường xó chợ luôn đi, vì nó chả liên quan vì cái câu chuyện sao kê, và muốn tạo ra một cái drama mới để câu chuyện sao kê bị lật bản. Hai là gài chị Ni vào thế bị động, một khi chị Ni chấp nhận kèo, mấy người đó sẽ giăng sẵn cái bẫy ở bên Malai rồi và bển rồi, tụi nó sẽ chị Ni đăng sức khỏi trái đất luôn, vì mấy người này nó đường cùng rồi còn sợ gì nữa. Rất có thể là như vậy nha. Quý vị cũng biết là những cái bọn này nó rất là mưu mô xảo quyệt, có thể là nó kêu chị Ni về bển để xác minh, để lấy năm miếng đất đó cả nhà. Nhưng mà quý vị cũng thấy không, khi mà chị Ni ở bên Việt Nam thôi thì hầu như là chị Ni cũng đã bị tấn công rất là nhiều, bị chỉ trích rất là nhiều, và thậm chí là quý vị cũng thấy chị Ni còn bị hăm dọa là sẽ xử tại sân bay nữa mà. Nhưng mà nếu mà là chị Ni đi chung với bọn này mà về bên Mã Lai thì còn sẽ gặp vô vàn khó khăn nha, thậm chí là gặp nhiều chuyện hơn nữa nha cả nhà ha, rất là ghê gớm luôn quý vị. Bà Lon là bà L là kẻ vô ơn với mình, thì chị này hơi vô tâm, cư xử chưa khéo léo, và giống như là tích người không biết cách thể hiện, không biết bộc bạch, nên ai thương thì góp ý thôi. Cuộc sống này là chia sẻ và chia sẻ, chứ không phải cho đi và nhận lại. Hôm nay giúp người thì ngày mai giúp người khó khăn khác tương trợ lại mình. Không nên giúp mà muốn được mang ơn, kể lể và đòi trả ơn. Làm việc tốt như lối với suy nghĩ như vậy là cũng vô nghĩa lắm. Còn mình giúp người ta, chuyện người ta đáp lại hay cư xử như thế nào là chuyện của họ. Nếu họ không tốt, họ vô ơn, người đời thấy, mai mốt không ai giúp nữa. Đơn giản thì vậy thôi. Thật sự thì ở đây có rất là nhiều người đó, cứ suy nghĩ là nó giúp người ta thì nó bắt người ta phải trả ơn và mang ơn nó các thứ các kiểu ha, nhưng mà nó không suy nghĩ là ở đây là như thế nào nha. Có thật sự là vì cái lòng tốt hay không, hay là vì những cái mưu mô xảo quyệt, cái mục đích của mình hay cái gì ha. Chị L cũng cần nhận lại vì sao có một số người ủng hộ mình họ rời đi, phải tự kiểm điểm và thay đổi mà thôi. Lúc cao trào cần chị xoa dịu thì chị im re, rồi ngọn lửa bùng lên luôn, không thể dập nổi vài ba tháng. Lắng động lại, mạnh ai gác tay lên trán suy nghĩ, sẽ thấy mình thật buồn cười là con nít khi tối ngày lên mạng chửi nhau. Khó giải ngay lúc này thì thêm bạn bớt thù, chửi nhau hoài đến ngày nào hết chửi, vì cá nhân mình không thuộc tích người khó đoán, ai nói gì cũng chỉ đáp lại bằng một cái cười nhẹ. Thì ở đây thì người ta cũng nói về vấn đề của chị Lon, và thậm chí là chị Ni cũng khá là ghê gớm nha. Nói chị Ni thì cũng tốt đó thật sự, nhưng mà thôi, thì cái câu chuyện mà của chị Ni và chị Lon hiện tại bây giờ chỉ chờ đợi vào pháp luật thôi nha cái nhà ha, để xử mẹ con bà Sáu và xử về vấn đề như là tranh chấp nhà đó cái nhà. Còn riêng về những cái thành phần như là xăm chỗ gì đó thì quý vị cũng thấy rồi, mẹ con bà Sáu thì chỉ được cái miệng thôi. Ngày hôm nay thì em cũng đang có mặt ở đây đây, vẫn bình thường, vẫn có thấy hot gì đâu, đúng không vậy? Vẫn có thấy là chị Đại tới đâu, kiếm đâu, sử YouTuber gì đâu, các thứ các kiểu đâu, đâu có vậy. Bọn nó chỉ biết là cái chiêu trò như là hăm dọa nha. Còn ở đây thì mọi người hãy tập trung lại,
mình nói về cái vấn đề sao kê của mẹ con bà Sáu nha. Tại người ta nói là người ta sao kê thôi, thì bây giờ người ta cũng sẽ không muốn gì là sao kê nữa nha cả nhà. À, xin chào cả nhà. Thì trên tay em đây là bánh đậu phộng nha cô chú anh chị, một đặc sản ở dưới quê em. Thì cuối năm rồi, cũng bán thêm một số những sản phẩm gửi đến cho cô chú anh chị, cũng giống như là kiếm thêm một ít thu nhập ăn Tết cho cả nhà. Cả nhà thương yêu em thì ủng hộ mua giùm em nha. Một bịch như vậy á là 5 cái nè. 1 2 3 4 5. Ha. Đó, thì đây là bánh đậu phộng nha, hình cái nón lá nha cô chú anh chị ha. Đó, thì một cái nó bự gì nè, đó một cái nó bự là bằng tay em biết không, đó, đặt bàn tay lên nè, nhìn nó giống gì không? Đó, đây là bánh đậu phộng này có mè nè, có đậu phộng nè, đó rồi có lớp bánh xốp bên trong nữa nè cô chú anh chị ha, đó thì một cái nó rất là nhiều nha cô chú anh chị ha, một bịch như vậy nè là 5 cái, đó 5 cái như vậy em bán trị giá 120.000 thôi nha cô chú anh chị ha, 120.000, đó thì cô chú nào thương em á, mua ủng hộ hoặc mình mua mình làm quà Tết tặng cho người thân hoặc là mình để trong nhà ăn trong dịp Tết rất là ngon nha cô chú chị, bánh này bảo quản rất là lâu, 2-3 tháng là chuyện bình thường nha cô chú anh chị ha. Đây vậy không, đây nè, lớp bánh nè không, bánh xốp nè không, đó và đậu phộng nè, mè nè, nó ăn nó rất là giòn nha cô chú anh chị và nó không có bị dính răng. Một số những sản phẩm khác cũng y như vậy luôn nhưng mà cô chú anh chị ăn nhất nó ngọt quá đó. Cái thứ hai ăn nó dễ bị dính răng, ăn nó dính răng nó khó chịu lắm, cái này ăn là nó bị dính răng nè cô chú anh chị. Đúng. 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 Ăn nó nha, gọt 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 luôn. Mùa đặc biệt không dính ăn nha. Ăn không bị ngán. Đó. Tết mà ngồi ở nhà buồn buồn đem này gà ăn cũng ngon lắm. Đó, với chúng vậy. Đó. Nhiều lắm, một cái này mà một bịch như vậy á, 5 cái là 120 ngàn, ăn nhiều khi đã từng lại mới hết á. Đó. Đó, dành cho những người nào mà ăn kiêng nè. Đó. Ăn không ngọt nè. Đó. Ngon lắm cô chú chị nè, bánh xốp đây nè. Nó giòn á. Ngon quá. Không bị ngon, mà nó ngọt ngọt hơi hơi. Rất là ngon luôn. Đó, thì cô chú anh chị nào mua á thì hãy điện thoại, cái số điện thoại của em là 0879 262 482, một bịch như vậy 5 cái ha cô chú anh chị ha, là 120 ngàn ha. Còn tiền ship thì tùy theo khu vực thì nó có sẽ có giá ha. Đến đó rồi quý vị nhận hàng, xong rồi quý vị trả mới trả tiền ha cô chú anh chị ha, đảm bảo khi vận chuyển đến cô chú anh chị là y chang vậy luôn ha. Đó thì cô chú anh chị nào mua thì ủng hộ nhớ nhắn vào số điện thoại 0879 262 482 để gặp em để được tư vấn nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị, bye bye.